Đây là cái gói hàng của mình. Hôm nay mình đã nhận được, mình đặt ở Trung Quốc không phận. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái bịch này ra nha các bạn. Cái gói hàng này đóng lại bằng một cái bịch ni lông. Thì cái hàng này mình mua là những cái găng tay hình đầu khủng long đó, và cái đồ chơi khủng long trên tay, nên là họ đóng cho mình chỉ bằng cái bịch ni lông ở ngoài thôi chứ không có bảo vệ hết cả các bạn. Cái bịch, nhưng mà cái bịch của họ cũng khá là dài nha các bạn, chứ không phải là bịch giãn đâu. Đó, giờ mình sẽ tiến hành xé nè. Nguyên một bịch kiện hàng này là mua ở bên Trung Quốc về cũng hết 2 tuần nha các bạn. 2 tuần, tầm 2 tuần mới về tới nhà. Đó, mình xé ra nè, đó, các bạn thấy không? Rồi, đây là cái găng tay thứ nhất nè. Đó, một cái đầu khủng long bỏ ra. Rồi, đây là tiếp tục cái găng tay thứ hai. Đây, găng tay thứ ba. Găng tay thứ tư. Wow, 5 cái nè các bạn, mình tập 8 cái rồi. 6 thứ 7, 8 món hay 8 cái gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa. Rồi, đây là một và 8 món các bạn. Đây là con khủng long nhỏ nè. Đó, con này á là còn trong bịch hết, tất cả đều đóng trong bịch còn mạc luôn, nguyên siêu hết các bạn nha. Đó, nguyên siêu hết. Rồi, để bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một cái cho mình nè. Đó, cái này là Spino nè, 2 con Spino nè, một con T-Rex nè, một con Velociraptor nè. Đây là con Dilophosaurus nè. Cái đầu kia là đầu của rắn nè. Cái đầu là Carnotaurus. Cái này cái con khủng long nhỏ này nè. Vui ra luôn, mình nó tắt rồi. Đây, con khủng long nhỏ này á, là con khủng long Dimetrodon nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ tiến hành khui ra từng con một nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt mình khui ra. Đó. Wow. Còn cái tay vô nào đó. Ô, cái đầu ở trong đây người ta nhét một cái bịch không khí để có thể mà giữ cái phong form của cái găng tay các bạn. Wow, rất đẹp luôn. Cái đầu này rất là đẹp. 100 mấy ngàn nha một cái các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ cắt cái thứ hai. Rồi đây cái bịch thứ hai đây, nó cũng có cái bịch để giữ đó các bạn thấy không. Đây là cái găng tay hình đầu con Spinosaurus các bạn. Đó, có một cái găng tay thứ hai mình đã cắt ra. Tiếp tục mình sẽ cua cho các bạn xem cái đầu, những cái đầu găng tay này nó có đẹp hay không nha, chất lượng ok không. Thì theo mình đánh giá với giá tiền thôi thì ok rồi nha các bạn. Đó, rất là đẹp nha. Rồi đó các bạn thấy không, có hai cái sừng nhỏ ok. Đây, đó là con cano tầm lệch đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt tiếp tục. Đây là cái hình đầu con rắn nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó, cái găng tay này hình là con rắn. Wow, một con khủng long Spinosaurus màu đỏ. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái bịch ra. Đó các bạn thấy không, màu hồng chứ không phải màu đỏ nha các bạn. Đó, đây là hai con Spino khác màu với nhau này các bạn. Đó rồi, và đây chính là một cái đầu khủng long của chú khủng long rất là thông minh. Đó là con Velociraptor và cái găng tay của nó. Thì cái găng tay này á, thì cái tay nhỏ mới có thể lòn vô, cái tay mình quá bự rồi không thể nào lòn vô lên trên được cái để sử dụng hai cái miệng của nó hết các bạn. Đó, găng tay phải to mới được.
Rồi bây giờ đây là cái găng tay Long T-Rex nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Wow, một chú khủng long T-Rex rất là đẹp cái găng tay. Rồi review, pha review và sản phẩm của mình là xong rồi. Rất nhiều đồ chơi, mình sẽ tiếp tục review tiếp khi đồ chơi về nha các bạn.